Bị nghi nói đến người bạc tình, Cát Phượng khéo léo đáp trả. Phản ứng của Cát Phượng khi có khán giả cho rằng đang nhắc về chuyện tình cảm đã thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Kể từ khi công khai việc chia tay với Kiều Minh Tuấn, sau một năm Cát Phượng vẫn chưa hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Cách đây không lâu, Cát Phượng đã chủ động chia sẻ khoảnh khắc đời thường và kèm theo dòng chú thích, cây không có trái, không nên trồng. Người không tình nghĩa, miễn giao du. Ở dưới phần bình luận, một khán giả đã để lại bình luận đầy ẩn ý, cây không trái, nó có mất mớ gì đến người bạc tình, bạc nghĩa đâu. Mà trách móc tới cây với trái. Cây không có trái nó vẫn che bóng mát cho người được mà. Ngay sau đó, Cát Phượng đã lên tiếng khéo léo phủ nhận việc cô cố tình nhắc đến chuyện tình cảm. Chị ơi, chị suy nghĩ tiêu cực quá vậy chị. Xong rồi chị áp đặt lên người khác vậy chị. Câu này chị nghĩ nghĩa đen sẽ rất hay khi chị chọn bạn mà chơi đó chị. Trong cuộc đời mỗi người không ai không có bạn và bạn thân ít nhất phải có một người. Câu này không liên quan gì đến tình yêu nhé chị. Người thông minh khi đọc câu này người sẽ biết dè dặt và chọn bạn chị nhé. Chúc chị nhiều sức khỏe và bình an ạ. Trước đó, Cát Phượng từng không giấu khỏi sự bức xúc khi bị nghi ngờ hỏi vay Kiều Minh Tuấn tới hàng trăm triệu đồng. Từ ngày tôi chính thức công bố Cát Kiều chia tay đến nay gần 3 năm, tôi chỉ gọi Kiều Minh Tuấn lần nhờ ông lên chỗ công chứng chứng giấy ủy quyền để tôi bán nhà. Không liên quan gì đến hỏi mượn tiền, làm ơn để tôi yên ổn được không?